dẫn cấu hình. Hướng dẫn cấu hình IAD 7SG82 của Siemens. Để cấu hình IAD này ta sử dụng phần mềm DXC5. DXC5 của Siemens. Để mở phần mềm lên. SG82 là một IAD cũng được sử dụng rất là phổ biến trong cái tủ 22, nó là một loại có chức năng quá dòng và IAD có chức năng quá dòng. Đầu tiên mình sẽ tạo một project mới, kích vào new project để tạo một cái project mới. Tên là project, bấm create, đấy, trong giao diện của phần mềm sẽ project sẽ có rất là nhiều mục sức online, add new device, thì mình sẽ add một new device kích đúc. Ở đây thì có là code, mình sẽ gõ một cái mã code vào, có con 7SG82. Ví dụ mình có code là mã code này, mình đã chuẩn bị sẵn. Cái mã code này thì sẽ xem trực tiếp ở trên IAD, ở ngay cạnh Zole, ngay cạnh IAD sẽ có. Mình gõ code, bấm verify. Mình sẽ tìm ra thiết bị này. Đây, sẽ là chọn Communication Configuration V780. Đó, mình bấm OK. Import thiết bị mà. Các bạn nên nhớ là phải cài đặt đầy đủ driver của SG82 thì mình có thể add được gì đây vào đây. Đấy, mình đã add được một con 7SG82 vào đây. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái mục kích sổ xuống này. Thì vào cái mục là device information. Ở đây cho phép mình đặt những cái tên 7SG82. Test là tên trong IEC số 850 nên đặt là 7SG82 đi. Tiếp mình sẽ đến mục hardware. Mục hardware cho phép mình cài đặt các cái cổng địa chỉ IP. Cổng đằng sau kích vào nó hiện. Dù mình kích vào đây để đặt địa chỉ này. Nhiệm đề mặc định này. Chọn protocol, chọn IEC số 150, tích vào IEC số 150. Thank you.
update của mình sẽ chọn thêm là SNTP cho một thời gian này. Đặt địa chỉ của Camsoft. Mục này mình chỉ cần đặt như này thôi. Nó bảo là invalid EAD name. Đặt lại. Tên của mình là tên đến mục measurement by routing. Mục này thì mình vẫn để mặc định. Thì người ta đã khai báo sẵn cho mình. Cái EAD này nó sẽ có ba mạch dòng, bốn mạch dòng phải in vào và app. Ở đây thì chưa thấy người ta khai báo mạch app thì mình có thể add thêm. Thêm mạch app sau đó mình sẽ chuyển đến một function group condition. Cái này là mình sẽ add thêm đến. Sau khi ăn xong sẽ chuyển mục information routing. Mục này thì sẽ tự biệt tích vào cài đặt cho cái in out tích vào. Ví dụ như là khai báo trạng thái bị cắt. Đây là một position OH hoặc CH đây. Thì OH có nghĩa là Open Active Voltage, CH Close Active Voltage. Khi mình khởi tạo cái con EAD này nó sẽ sinh cho mình ba cái thiết bị này. Disconnector 1, Disconnector 2, Disconnector 3 và máy cắt. Nếu mà mình muốn thêm bất cứ một cái gì thì mình bổ sung thêm được. Ở đây là có sẵn trong V3P này, có sẵn các cái bảo vệ. Là đầy đủ thì mình phải gắn về cái dự kiện. Gắn cái hộp Zen chip mà. Còn cái output đi chip. Đây. Nó có sẵn BO ở đây. Hay.
led để có thể gióng sang được cái. Recorder tức là nó sẽ phim ấy sẽ sinh ra bản ghi. Đấy, tích vào nó sẽ sinh ra, nó sẽ record ra bản ghi cho mình tra lại sự cố được. Tiếp đến mục Communication Mapping. Này thì mình chẳng cài đặt gì. Tiếp đến mục setting, mục device setting. Ở đây cho mình cài đặt những giá trị định mức 50Hz này. Time setting, mình cài đặt time setting. Đây, mình đang lưu lấy cho NTP, sẽ chuyển times 4 NTP. Giờ là UTC. Chọn là 420. Tiếp đến mục Power System. Chọn File Sequence. Đặt tỷ số này. Tỷ số CT có nên đặt đi tỷ số của VT nhật 22/110 nhé. Trong mục VI3P1 này sẽ cho mình này. Các bạn chỉ bỏ lại định mức này 1400. Đặt giá trị 50 đồng mỗi nào ngừng chức năng nào đi on lên. Cái này là quá dòng vô hướng. Ví dụ mình muốn đặt thêm 67 thì nhốt thêm chức năng 67. Kéo thả từ bên tay phải ra. Chức năng về khóa thấp áp. Thấp áp chẳng hạn. Tiếp theo sẽ là cài đặt cho các cái switch gear điều khiển hay không. Ví dụ như cái này chỉ lấy trạng thái mình chuyển status on đi. Với CB thì là điều khiển. À, nó bảo quá nhiều. Tắt bớt đi này. Control là SBO.
tiếp theo đến mục chat. Mục chat này để cho mình có thể vẽ thêm những cái logic hay như là interlock. Chủ yếu thì mình đã dùng để làm vẽ interlock thôi. Ở đây thì người ta đã vẽ sẵn cho mình. Interlock enable close và enable open này. Cái này đi connect 3 đi connect. Cái này là của interlock close là của mình cắt. Cái này mình sử dụng các cái phép and or này. Mình sẽ xóa cái này thì phải mẫu lại. Mình sẽ vẽ một cái điều kiện ba dao đi con đấy, một đi con đấy, đi con ba cùng đóng thì sẽ được đóng hay cắt. Đầu tiên mình sẽ nhúc cái khối n này. Điều kiện đầu tiên là ba dao cùng đóng này. Cái này nó chỉ có hai, mình có thể thêm một cái. Được lối vào nữa. Giờ chỉ mặc định là không. Tiếp theo là mình sẽ nhúc cái trạng thái. Một signal trạng thái giao. Giao một đóng. Điều kiện thứ hai là giao một ba giao mở, giao một mở. Giao hai mở. Giao ba mở. Cái này mình sẽ dựng là o và đưa ra của máy cắt, interlock máy cắt. Enable color. Xong. Thế là mình phải làm cái logic. Sau khi xong thì mình có thể check cái logic này một cách này. Căng tin. Xem nó có lỗi gì không. Úi, lỗi gì. Một lỗi.
CFC Content Feedback Loop. Loop giữa 10 gạch 4. Optimize. Optimize. Ví dụ thế. Tiếp sang mục là display page. Cái này chỉ là để làm những cái HTML. HTML hiển thị. Mình vẽ. Cái này nó mặc định có một cái trang này thì mình thích thì vẽ thêm, mình nhúc thêm. Để có dòng nhúc thêm app này. Quy các kiểu thêm alpha mình muốn thêm trang nào thì mình thể vào cái chỗ add new display page, kích đúp vào thì nó sẽ thêm cho. Đến EIC xong rồi mình list cho một người bạn chẳng cần cấu hình thì thêm. Test sequence. Test sequence C để cho mình sử dụng test. Test the layer này. Khi mình kích để thêm tạo ra các sequence để test. Để test khi mà Julia chuyển sang chế độ test. Có mục process data. Mục process data này sẽ cho giúp cho việc là để khai thác sự cố. Như là trong mục log này. Có mục operation log. Hay còn là sheet log là đọc. Khi mà full lock đọc sự cố rồi, còn record full record này, read record thì sẽ đọc sự cố vừa rồi. Tiếp đến phần là cấu hình IEC 61050 truyền thông. Ở đây một cái đang trống mình sẽ add thêm một cái station. Station nó hiện ra. Bắt đầu xem. Export là mình thể lưu lưu file ở một nơi dễ tìm. Xong diện để chuyển qua các cái tab device sub network đấy hiển thị, mình sẽ chuyển sang tab report và log. Để đầu tiên thì mình sẽ tạo in xong cái dataset này. Trong dataset mình sẽ nhét các cái biến bất kỳ
phán xét. Giờ này nó bỏ lỗi còn không có đẹp